Video này sẽ hướng dẫn anh chị thao tác quét mã sản phẩm trên điện thoại. Phần mềm Sales Viet cho phép anh chị quét mã vạch sản phẩm trên điện thoại. Không chỉ bán hàng mà các tính năng khác cũng được sử dụng tương tự như kiểm kho, quản lý sản phẩm, nhập hàng. Trước tiên là tính năng bán hàng. Trong giao diện tạo đơn bán hàng, anh chị nhấn vào biểu tượng mã vạch kế bên nút tìm kiếm. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào máy ảnh để được sử dụng tính năng camera cho mục đích quét mã sản phẩm. Vui lòng chọn trong khi dùng ứng dụng đối với Android, đối với iOS thì chọn OK. Đưa mã vạch vào đủ khung quét, không để quá xa hoặc quá gần tránh bị mờ nét hay thiếu sáng, dẫn tới không quét được sản phẩm. Sau mỗi lần quét, hệ thống quay lại phần mềm và thêm sản phẩm. Nếu không có sản phẩm, hệ thống sẽ báo lỗi không tìm thấy mã vừa quét. Sản phẩm đã có trong hóa đơn, mỗi lần quét sẽ tăng số lượng thêm 1. Trên Android, nhấn trở về để ngừng quét hoặc nhấn nút hủy trên iOS. Trong phần nhập hàng và các tính năng khác thực hiện tương tự. Ngoài ra, để nhập nhanh mã vạch sản phẩm, trong mỗi sản phẩm có biểu tượng mã vạch, nhấn vào và quét mã vạch hiện có trên sản phẩm, hệ thống tự động điền mã vạch sản phẩm vào.